thế giới những quả cầu đá phong thủy Việt Nam. Hôm nay anh em sẽ giới thiệu cho các bạn một quả cầu đá thạch anh trắng đi. Đây, các bạn thấy một quả cầu đá thạch trắng tự nhiên Việt Nam. Quả cầu đá phong thủy các bạn nha. Từ đá thạch trắng tự nhiên của Việt Nam. Anh em sẽ mang ra qua đây để các bạn trải nghiệm rõ hơn đi. Đấy, các bạn thấy. Làm nha. Từ cục đá thạch trắng tự nhiên. Các bạn anh em soi cho các bạn xem nhé. Đấy. Các bạn nhìn xem, thấu quang trong không? Việt Nam mình các bạn thấy nhìn thấy những vân gợn lên này. Đó với đá thật nha. Còn mấy cái đá kia, đá khác nhiều khi bằng bột ép hay pha lê các bạn. Đấy các bạn thấy. Đấy. Đấy cái sai các bạn này. Quả cầu này từ đá thành trắng có khi có cuội các bạn này. Đây cuội hồng thì thực ra là ra quả cầu hồng. Đây các bạn thấy. Cuội hồng thì làm ra hồng. Đấy. Cuội này cuội trắng này. Và cuội này thì làm ra quả cầu khá là tinh khiết các bạn nhé. Đấy. Đây quả cầu các bạn này. Quả cầu được làm từ đá thanh tự nhiên Việt Nam. Có năng lượng khá là cao. Phù hợp để ở trên bàn làm việc. Các bạn nhé. Quả này phù hợp để trên bàn làm việc. Đấy. Mỗi hôm anh em sẽ giới thiệu cho các bạn một loại quả cầu. Các bạn nhìn thấy này. Cái cuội này. Viên cuội này, viên cuội này. Nhưng đây, trắng các bạn này. Đây hồng này, các bạn này. Sói và hồng sáng rực rồi. Đấy. Hồng nữa các bạn này. Khá đỏ nha. Anh em nhà sàn nằm ngay thành phố Di An Bình Dương, cách Sài Gòn 10 m. Nếu có dịp mời các cô bác ghé thăm, anh em sẽ có những món quà gửi tặng. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.